Các thưa vị, ngành điều tại Việt Nam nỗ lực thoát khỏi tình trạng khó khăn. Tính đến từ Việt Nam, theo Vietnam News đưa tin, thì Hiệp hội điều tại Việt Nam, viết tắt là Vinacast, vừa tổ chức hội nghị sơ kết để đánh giá năng suất của ngành trong 7 tháng đầu năm 2019 và đưa ra giải pháp giải quyết những khó khăn mà ngành điều đang phải đối mặt. Ông Phạm Văn Công, Chủ tịch Vinacast cho biết, ngành điều đã gặp phải rất nhiều khó khăn kể từ năm ngoái. Trong 7 tháng đầu năm 2019, thì Việt Nam xuất cảng gần 245.000 tấn điều, tăng gần 11% so với cùng thời kỳ năm 2018. Tuy nhiên, giá xuất cảng bình quân lại giảm gần 22%, dẫn tới doanh thu giảm 14%, chỉ đạt mức 1.8 tỷ Mỹ Kim. Ông Trương Sĩ Bá là chủ tịch công ty Tân Long, đây là một công ty lớn trong lĩnh vực nông sản của Việt Nam. Ông Trương cho hay nguồn cung cấp trong nước chỉ đáp ứng 20% nhu cầu điều thô của ngành. Vì thế, vào tháng trước thì công ty Tân Long đã phải mua 215.000 tấn điều thô từ 3 nước châu Phi, trong đó có 176.000 tấn mua của chính phủ Tanzania. Theo các chuyên gia của Vinacast, giá và nhu cầu tiêu thụ điều thô dự kiến sẽ tăng lên trong tam cá quý thứ tư của năm 2019, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Vinacast tìm kiếm sự hỗ trợ từ Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam để giúp các công ty có được máy móc, thiết bị, kỹ thuật và phương tiện nhằm cải thiện năng suất, bảo đảm an toàn và chất lượng thực phẩm. Đồng thời, Vinacast hy vọng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cộng sản Việt Nam sẽ hỗ trợ cho chương trình rà soát và phát triển các vùng trồng điều ở các nước láng giềng như Campuchia và Lào. Mục đích là tận dụng nguồn tài nguyên đất của những nước này để tạo ra nguồn nguyên liệu cho ngành điều Việt Nam.